Chào mừng mọi người trở lại với kênh kỹ thuật phần cứng. Mình là Lê Quang Vinh, LQV77, admin kỹ thuật phần cứng.vn. Thì trong cái video clip này mình sẽ test cái chức năng sức HDMI ha. Có nghĩa là mở vào là HDMI của bo TV ha. Bo này là bo T.V56.031 ha. Tại vì một số người nó phản hồi là cái cổng HDMI này nè chỉ lấy tín hiệu từ TV box thì được thôi, còn laptop thì không được. Thì cái đó vấn đề đó thì mình thấy là thấy vô lý ha. Tại vì cái HDMI ấy, thường thì mình thấy là một số cái laptop đó là cái lỗi gì đó nó dẫn đến là nó không xuất thôi. Đây trên màn hình ha, mình đang dùng một cái laptop ha, laptop mình xuất qua cổng HDMI ha. Đây còn cáp HDMI đây ha, này mình rút nè, nó rút ra mất tín hiệu rồi ha, cắm vô lại nè, có tín hiệu lập tức liền ha. Thì mình đã test thử, đây mình thử lại với cái TV box nha. Đó, không, màn hình TV box nè, ok ha. Còn thử lại với màn hình laptop ha, cái laptop bên đây. Đó, lên ok ha. Thì theo mình thấy thì miễn là tín hiệu HDMI đúng cáp ok, tín hiệu xuất từ laptop ra ok thì bo nó sẽ nhận được thôi. Tại vì có một vài anh em phản hồi là sao mà TV box thì nhận được. Tại vì mấy video clip gần đây thì mình test bằng TV box không à, mình không có test bằng laptop. Thì mà anh em lại phản hồi ngược là nói TV box thì được, còn laptop thì không được. Mình thấy cái này nó hơi vô lý ha. Mình làm cái clip này để trả lời cho cái câu hỏi và cũng như là cái thắc mắc đó của anh em phản hồi ha. Mình nói là sâu vô lý vậy, miễn HDMI thì được thôi. Thì đó ha, trả lời kết luận ha. Nè, input nè, HDMI ha, HDMI rồi ok ha. Thì cái clip này mình trả lời cho cái bạn gì đó phản hồi là sao mà nó chỉ xài được cho TV box mà không trả được laptop nữa. Thì mình nên coi lại cái ngõ ra của thằng laptop nha, cái ngõ ra laptop có vấn đề gì đó thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip.